trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì sẽ là hôm mà cuối cùng gọi là mấy anh em đi vào thực hiện ngôi nhà của ba ông cháu rồi cô bác. Hôm nay thì mấy anh em thợ sẽ gấp rút vào là đi vào hoàn thiện luôn. Hôm nay thì có khá là đông người cô bác. Ở đây thì cũng có chú của Hải là gia hộ nữa. Sử ấy, Sử ấy bây giờ đang làm gì Sử? Hả? Đang đóng đinh à? Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ thì Sử với lại chú là đang đóng đinh vào cái lốp xe của bác này. Lốp xe thì lấy lên để một tí nó đóng pro luôn. Hiện tại thì các em thợ đang đi vào từng cái góc ngách một mà chưa có hoàn thiện đấy các bác. Chào anh hai nhá. Vâng. Hôm nay có đông người hơn anh hai không thế? Hôm nay về đủ người. À. Đây thì cái phao chỉ thì các anh cũng đã chắt xong hết rồi các bác. Xem là cái chỗ nào mà chưa hoàn thiện thì các anh sẽ hoàn thiện nốt là thêm nữa. Chào chú Bình nhá. Vâng. Chào anh Vinh nhá. Chào cháu nhá. À. Chú chào được bao nhiêu rồi? Chào nhiều cũng mỏi mồm hết rồi. Chào người mới với các khán giả nhá. Hả? Đi xuống cái tầm đấy. Đây, bây giờ thì chú Bình đang là hoàn thiện thêm là cái bàn là thái luôn rồi các bác này. Hả? Tôi cần này ô vụ mà. Hả? Ô. Mới này ăn. Các trình nữa. Sao làm trình nữa. Thank you.
Ồ, vớt à. Hôm nay thì cháu được nhìn thấy là có các chú hàng xóm của nhà Sử là cũng ra hộ nữa. Một tí thì lập thêm pro này có này. Lập thêm pro này thì phải là đông người hơn một chút. Đây là phần đằng sâu nhà thì hiện tại là mấy anh em thợ cũng đã đi vào là đào ránh rồi có bác. Phần trên mái công trình phụ thì anh thợ cũng đã đặt hết xong mọi cái cây sáng ngang hết rồi các bác. Để một tí nữa thì khi mà chuẩn bị những cái đinh này xong là hàn buộc thêm cái kèo trên kia rồi thì mới lên trên và đóng một pro các bác. Có ba chiêu chiêu mà dè một chiêu nữa. Chúng ta chiêu chiêu mà. Nè, không nên chiêu ạ. Bào bào. Ô, thế tàu bán đâu? Thế tàu bán đâu? Vậy tí nhá, tầm 3 xem mới nổi. Chiêu là. Ừ. Có ba thì xem đầy mới nổ. Có ba thì xem rồi dè. Đi. Hả? Các bà mà liệu vào xoay xoay ở còn tăng mà, còn tép mà. Chậm chà. Hả? Ủa này 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 nè bố bố dậy, không về nè, chồng mất là, đây tiếng đấy kìa, đấy tao đi họ, này cắm đây, đấy, đấy, dậy bắt đầu chiếu dậy, chiếu cầm Hà Nội làm chiếu họ, chứ mà nhẹ đấy. Ôi ôi để mua cho mà làm chiếu thứ này rồi. Đấy không về này gì đấy. Đấy tôi này eo đi lão thần đi biển núi ở phu à này giờ tôi cắm đấy. Nghe không? Bao giờ bao? Đây ạ. Giờ phải làm chơi bóng, đấy. Chơi lần bóng. Hãy còn cái những cái sợi thép ly này của bác này. À, thế tận dụng lại để buộc cái cây xà ngang trên kia để cho nó chắc cái phần cái cột nó đi. Vừa rồi thì các anh cũng đã khoan lố xong hết rồi. Đào ẩm không? Và chiều dẻo. Thank you.
hô hô kiểu chí cái nồi xương này nó vương à ơi. Vừa mà lô. Đây, hiện tại thì anh Quang đang hoàn thiện là cái phần ốp ở nhà vệ sinh được không bác? Có thể là bây giờ đang vào hoàn thiện thì nó hơi không đẹp anh, nhìn nó không đẹp. Đúng rồi, nhìn thấy nó không đẹp. Mình phải làm nào cho nó thẩm mỹ cho anh đúng không? Mặc dù là nó tiện thật nhưng mà nó nhìn nó không có thẩm mỹ ấy. Nó lòi ra nhìn như kiểu là nó bị thừa thái ấy. Vừa đây. Mà ai cũng nhìn nó. Nào, hóp lỗ, hóp lỗ. Ở đây thì một tí nữa các anh sẽ hoàn thiện ở thêm khu này luôn các bác. Hôm nay thì các anh sẽ là cái gì mà chưa hoàn thiện thì các anh sẽ hoàn thiện là nốt vào. Thế còn phần về sân thì chắc là có khi là để hôm khác mới hoàn thiện được cô bác ạ, hôm nay ấy. Ông ạ, với lại thêm một bác thì đang chăm chú là cuộn lại cái thanh sắt thép ly này một chút cô bác, để một tí nữa buộc ở trên này. Vừa rồi thì các anh cũng đã khoan hết rồi. Ở đây thì các anh cũng đã tạo cái gờ rồi thì nó cũng rất là chắc rồi, cho nên là muốn buộc, các anh bảo là buộc lại thêm một chút để cho nó chắc hẳn đi. Sưới cái bàn thái tầm này vừa chưa hả? Bàn thái tầm này vừa chưa? Sửa. Sửa chưa biết là xây đây làm gì à? Làm cái bàn nấu ăn này, bàn rửa bát này. Một tí là anh em mình đổ được cái rãnh ra sau lên luôn cho anh Vinh. Làm tí làm xong là đổ luôn đúng không? Đủ chưa anh? Đâu? Lấy ra ngoài, lấy để đây. Nhưng mà chỗ này phải cho nó cao hơn chiêm chứ anh? Mà thái này cao lên chưa? Cao thêm một chút nữa đi anh. Thấp quá. Còn đồ nữa. À, nó chỉ được 70 thôi. Nó chỉ cần cao hơn cả. Cao hơn. Chỉ cần cao hơn cái bình này thôi. Thank you.
kìa. Tại đây thì hàng xóm có sửa để ra hộ là lập tôn tôn ở trên này này các bác này, là pro ấy. Bây giờ thì em sửa đang đo ở chỗ cái góc mà em sửa sẽ để nó cân bằng rồi thì một tí nó sẽ đặt là tôn vào luôn. Ở đây thì hai cái đầu của bác này, tổng lực sẽ cho ra là mỗi bên là 50 phân của bác, sẽ không sẽ có để gọi là sát tường quá, nó sẽ dài như ở bên cái phần là cửa sau, phần là pro sau này của bác này. Chứ bây giờ mà mình để sát tường quá thì lúc mà mưa nó xuống thì nó sẽ chảy hết vào cái góc tường ấy. Ở phần là phía bên em sử thì cũng đều là được, đều là như thế hết. Lấy gạch đệm ở đây một cái này xử cái bên đấy này, lấy xây luôn, bảo các anh là đặt thêm một hai cái viên gạch vào đấy này cho nó cao lên này. Đây nhà thì giờ thôi thế nè, chúng mà thôi thì chẳng có gì đâu. Yeah.
lại hâu gà. Được không? Anh đi vào nhá. Xem nào. Bên đây có đường không Sứ ơi? Bên này đường mà. Cho anh mượn cái kim nào. Vô. Ô, nó bảo cái sò kìa. Ô, thế nó bảo không sò được á. Chắc không được rồi. Có lũ bé hơn con sò đi lầm lầm này. Chưa sợ bao giờ chưa biết đâu. Ô, sò được á. Mày lại thua thằng quân rồi. Này Sứ ơi. Sứ. Sứ. Đã hai vòng à? Một lần chết rồi ơi. Này Sứ ơi, cái kim xoáy đi, nó mới chặt được. Ok à? Đây bây giờ bảo các anh lấy buộc xoáy chắc đi, xong rồi bảo các anh lấy chi ra một ít. Được không? Không để đâu. Ôi xem nào.
thầy bấy cái đát thả đây. Đi. Chú Bình ơi. Chú Bình à. Chú lấy cho cháu cái một cái mảnh vỡ vỡ ở đá gạch ấy. Vâng. Sửa lấy đi chứ. Đấy, cái đi, to kia chứ. Cái này á. Chắc không được đâu. Được. Phải lấy cái. Đâu, tí mình lấy xi để vào đây mà. Anh xem. Ây. Lấy cái kia về đổi đây. Hả? Cái kia. Em chạy đi xuống dưới nha. Lấy cái viên nào được. Nhảy xuống dưới. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Viên này được không? Đỉnh ngang này. Lấy viên. Đặt đi chứ, tí còn mà. Lấy à. Đây. Bay luôn. Này chú ơi. Chú ơi, xem nào có cái bay nào nữa không? Để búa đây này. Hey. Đậu. Rồi. Như là gạch điện viên này bị vỡ rồi. Đây. Ôi, hãy cho anh viên mới đi, chú ơi. Nát hết rồi. À đâu, khung chú ơi, cái này nó phải như này ấy. Đừng có chèn nó nhá. Đừng có chèn nữa. Không có chèn ở dưới, là chèn ở dưới tí là pro nó không lên được ấy. Rồi, lấy cho anh ít xi vào xô cắt đi. Vào cái xô kìa. Hùng chưa chú? Hùng chưa? Ôi trời. Thủ chưa? Chưa. Xin nào. Kì gói. Đây, cầm cầm lên đây nè. Đây, em Sử đang cầm cái máy khoan để đục thêm vài cái lỗ để mà mình buộc cái dây xuống cho nó chắc của bác ạ. Còn ở trong kia thì các anh thợ vẫn đang miệt mài là anh em ai cũng gọi là mỗi người một góc để hoàn thiện ở cái phần công trình phụ. Chú Bình thì đang hoàn thiện là cái bàn thái để nấu ăn rồi. Thế còn anh Hai thì đang hoàn thiện ở cái phần mái hiên nữa quá. Ở phần này thì vẫn ốp gạch đúng không ạ? Ốp lăn đến tận đây luôn.
Ôi à. Có cần xúc hất ra thì không anh? Dạ. Hay là thì mình dầm nó xuống thôi. Này chắc là không cần xúc ra nữa rồi nhỉ. Hất lên bên kia thôi. Đổ thời gian qua đổ ở đây là nhiều này. Thời gian nó cứng mất rồi. Wow. Tí đến chiều thì chắc là mới được lập tôn ở trên này đâu các bác. Tảng luôn. Không, một tí là phải lấy thêm xi để đổ cái phần giấy như sau em Vinh nhỉ? Không, một tí nữa em lại trở lên tiếp. Ủa, cái này là phải lấy đục thì mới được rồi anh ạ. Đấy, còn cái phần lập pro này của bác này, nếu mà như ở đây thì giáo lực sẽ không có lập mà sắt hẳn vào trong tường cả, sẽ dư ra độ tầm 50 phân nữa. Nó gần bằng cái máy hiên trước mặt này, ở đằng sau thì mọi cái thì tất cả nó đều bằng hết cô bác. Nó đều dư ra độ tầm 4-50 phân. Thì ông thì cũng đang leo lên trên để chuẩn bị là lập mái tôn được cô bác này. Thế là chiều thì thác ăn cơm xong thì mấy anh em mới tiến hành là vào lập được. Này tí nó có dầm nó xuống một tí không anh, cái này ấy, hay là phải bỏ ra hết? Này dọn ra hết. Bỏ ra hết à?
Đấy, bây giờ thì hiện tại là bây giờ sau một quá trình và một cái thời gian thì mấy anh em cũng đã hoàn thiện xong cái phần là cây sà ngang để cho cô bác này. Ở đây thì hôm nọ thì cháu được tính là nó dư ra một chút cô bác. Nghe là hôm nọ là lập đến cái chỗ chân của sử là đi vào đến kia thôi. Nhưng mà cháu được cũng tính rằng là nếu mà bây giờ lập như vậy thì sau này mà cái chỗ phần chỗ ông đang đứng ấy nó không có một chút cái hành lang nào để mà mình trú mưa hay là làm gì đấy cô bác. Đấy, cháu Lực cũng nhìn thấy là có cái bác mà hôm nọ cháu Lực đi vào thăm là có một người con là bị vừa mất cô bác. Bây giờ thì hiện tại là con dâu của ông thì đang một mình là nuôi con của mình thôi. Hả? Cho lên vào một tí nữa. Vào một tí nữa nó phải vào cái ấy, nó phải vào khớp này chứ. Phải không? Thế đóng bro, đóng tôn xuống đi. Cái chỗ này cho xuống đi qua này. Đấy, cho xuống đi. Kéo xuống đi. Cái đinh rồi. Cái đinh kìa. Đinh chim mỏ à? Đây, chim mỏ, cái gì chim mỏ? Này áo ơi. Đây, đinh nhá. Có búa chưa Sướng? Sướng ơi. Búa tạ có chưa? Có dao à? Búa đâu? Cái búa cái đâu rồi? À đây, thấy rồi. Ôi rất may anh Vinh nhanh nhẹn. Đừng đóng nhiều lỗ quá nhá. Đừng đóng nhiều lỗ quá nhá. Cây to thì không sợ là đóng xịt đâu các bác. Cây thì hôm nọ là anh Vinh cưa vào cũng rất là lớn rồi. Nó rất thanh ngang, rất là to, thì ra nó rất là chắc chắn. Đây, mấy anh thợ thì đang chuẩn bị là nấu cơm rồi các bác, chuẩn bị ăn cơm chiều rồi. Chiều thì các anh mới lại vào làm tiếp. Ở đây thì chú Bình đang hoàn thiện là cái phần bàn thái cho các bác này. Chiều nay là được đổ luôn cho chú Bình. Chiều nay mình dám đổ luôn chưa? Chưa biết được đâu. Chưa. Cái này còn một ghép nữa. Vâng.
ở phần phía bên cháu Lực đang đứng hiện tại thì sẽ là để là cái bàn bếp ga, còn ở phần phía bên kia thì sẽ để làm một cái buồng rửa bát của bác ạ. Hãy rửa bát thì sau này nếu mà sẽ cháu Lực cần khi mà làm cửa xong một cái xem là tiền quý mua đồ mua đạc ở nhà còn dư bao nhiêu thì cháu Lực sẽ mua thêm một cái tủ ở đây. Như hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói rằng là ở trên kênh là có bác xin đi lê, bác sẽ hỗ trợ là mua cái phần giường của bác, nhưng mà hiện tại là bác cũng thay đổi ý định rồi, bác không có hỗ trợ các em ở cái khoản đấy nữa. Thì cháu Lực sẽ cân đo đong đếm xem cái phần nếu mà cái quý còn dư thì cháu Lực sẽ mua cho các em là thêm hai cái giường nữa để vào quý. Còn hiện tại như cái bàn tivi, bộ bàn ghế tivi này thì cũng được là bà An Phạm với lại bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho Lực để mua rồi các bác. Khi mà hoàn thiện xong nhà sơn một cái thì cháu Lực sẽ cùng em sửa đi xuống huyện để hai anh em sẽ đi chọn đồ luôn. Còn như bà Vương Kim Thanh các bác, khi mà cháu Lực mới làm kênh thôi thì cháu Lực cũng phải nói là rất là biết ơn bà. Khi mà vừa mới mở kênh, khi mà bà gửi tiền cho cháu Lực thì cháu Lực còn bận là 10 ngày chưa thể là gửi cái phần quà tới cho em sửa được. Bà cũng thông cảm cho Lực và tạo điều kiện cho cháu Lực là được hơn 10 ngày thì cháu Lực mới lên trao cái phần quà tới cho em sửa của bác ạ. Bà Vương Kim Thanh là bà mà người Mạnh Thường Quân mà đồng hành với cháu Lực từ cái lúc mà cháu Lực vừa mới lập kênh đến thời điểm hiện tại thì bà vẫn lúc nào cũng đều theo dõi cả, đều ủng hộ cháu Lực hết. Ôi, mọi người nghỉ hết rồi, chú chưa nghỉ à chú Minh? Chú phải hoàn thiện xong mới nghỉ à? Ở phần cái bên nhà vệ sinh, nhà tắm với cô bác thì ở đây thì cháu Lực sẽ không có chia ra thành hai ngăn nữa. Cháu Lực sẽ làm một ngăn luôn, cũng là để cho nó rộng rãi luôn cô bác. Bây giờ nếu mà chia ra làm hai ngăn thì thành ra là nó rất là nhiều ngăn rồi. Người ở đây thì hoàn toàn là bây giờ anh Quang đã ốp xong cái phần trong nhà vệ sinh rồi cô bác. Còn cái bồn thì cũng đã lắp xong rồi, hiện tại thì vẫn chưa thể có nước thì vẫn chưa có thể sử dụng được. Ở đây thì cháu Lực sẽ lựa chọn là cái bồn vệ sinh mà dùng để ngồi luôn, chứ không phải là cái bồn nhà vệ sinh mà bẹp kia đâu cô bác. Vậy còn cái chất lượng phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác. Đến bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn cơm xong, đến chiều thì tiếp tục là hoàn thiện cái phần lợp ở trên kia các bác. Còn cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn các bác anh chị ở chương 6 tiếp theo trên kênh bản em các bác nhé. Xin chào các bác anh chị.